Chào các bạn đã xem clip về ngày hôm nay. Hôm nay nhân dịp năm mới Tết đến thì mình sẽ chia sẻ đôi chút về kiến thức về phong thủy để giúp mọi người có thể phát tài phát lộc năm mới. Phong thủy cho công tác dọn nhà cuối năm thì gồm có 3 phần. 1. Lưu ý khi dọn nhà đón Tết. 2. Tạo sinh khí cho nhà ở. 3. Rước lộc bằng phong thủy dọn nhà cuối năm. Các bạn nhớ like, share và đăng ký để theo dõi kênh nhé. Thì phần 1 là lưu ý khi dọn nhà đón Tết. Thì nên dọn nhà sau khi đi đưa ông táo về trời. Người Việt thường dọn nhà đón Tết vào những ngày cuối năm, trong đó có sơn sửa lại nhà, sửa soạn lại bàn thờ. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính với bậc bề trên mà còn ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ. Nhiều người theo quan niệm văn hóa người Á Đông cho rằng dọn nhà ngày Tết chỉ nên làm vào tuần cuối cùng của năm để rước ông táo về trời, chuẩn bị đón các bậc tổ tiên về vui Tết. Thì đây là hình ảnh cá chép đưa ông táo về trời. Thì lưu ý thứ hai là không cần phải sắm sửa nhiều đồ mới. Nói thêm về việc dọn dẹp nhà đón Tết sang năm mới, nhiều người quan niệm gia đình phải sắm nhiều cái mới thì cả năm mới sung túc, an khang. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để sắm nhiều đồ mới trong gia đình. Do đó, việc dọn dẹp thật sạch sẽ nhà cửa, lau chùi mọi thứ có ý nghĩa, gạt bỏ những cái cũ, cái xấu đi để đón những cái mới mẻ. May mắn là việc làm vô cùng cần thiết. Những thứ không dùng nên cho người khác hoặc giải phóng, bỏ đi để nhà cửa thêm rộng rãi, thoáng mát, không có cảm giác bí bách chật chội. Đây là hình ảnh minh họa. Về lưu ý tiếp theo là các bạn phải lau cửa ra vào thật sạch sẽ. Gia đình cũng lưu ý khi dọn nhà đón Tết cần lau cửa chính, cửa ra vào thật sạch sẽ để cắt khí vào nhà nhiều hơn. Với cửa sổ cũng vậy, nó được ví như đôi mắt của ngôi nhà và là nơi giúp lưu thông những luồng không khí trong và ngoài căn nhà. Nhà ở có sự luân chuyển không khí sẽ gia tăng điểm lành, vì vậy hãy luôn giữ cho cửa sổ nhà bạn sạch sẽ và thoáng mát. Tiếp theo là lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Đối với bàn thờ tổ tiên, chuyên gia phong thủy cho rằng việc thay đổi bàn thờ, lau dọn và thay chân hương nên tiến hành vào dịp cuối năm. Nếu có ảnh hưởng không tốt thì chỉ ảnh hưởng một vài ngày cuối. Sang năm mới, thời vận mới sẽ không còn ảnh hưởng của vận khí cũ nữa. Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ phải sử dụng chổi, khăn riêng, tuyệt đối không dùng những thứ lau nơi khác để lau bàn thờ. Để tỏ lòng hiếu kính, tăng tính thiêng liêng, người ta thường dùng các loại nước như nước mưa, nước suối, nước gừng hay nước lá trần đun sôi để nguội lau bàn thờ. Không nên bày quá nhiều vật phẩm lên bàn thờ. Cùng với việc bày biện đồ thờ, hiện nay phú quý sinh lễ nghĩa, nhiều người bày lên bàn thờ vô số thực phẩm không cần thiết khiến bàn thờ chật chội, rườm rà, dấu rằng trong suy nghĩ tâm thức họ muốn dâng lên tổ tiên những đồ ngon vật lạ của trần thế. Việc bày biện bàn thờ quá chật chội hay bừa bộn sẽ dễ sinh tạp khí không tốt cho việc tâm tính, hay nói cách khác đi lượt tổ tiên sẽ ít phù trì cho gia chủ. Chính vì vậy nên trang bày biện đầy đủ 5 yếu tố như mâm ngũ quả và cặp bánh chưng, bánh dày là đủ rồi. Với lễ vật đó đã chứa đủ yếu tố âm dương, bánh chưng là biểu hiện cho âm tức là đất, bánh dày là dương là bầu trời, và ngũ hành ngũ quả mà vẫn đậm đà bản sắc của người Việt. Hai là tạo sinh khí cho nhà ở, ưu tiên toàn bộ hệ thống cửa. Nhà ở hợp phong thủy là nơi có thể giảm thiểu xung sát khi vận hành chật chội, nóng bức, thấm dột, bất tiện. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng sẽ trở nên cũ kỹ dẫn đến những bất ổn về phong thủy. Do đó, việc sửa sang cuối năm về cơ bản sẽ thay đổi, nội khí bị trì trệ, và nếu sửa nhà đúng cách sẽ thổi luồng sinh khí mới vào nơi cư trú. Vấn đề là nên sửa ở chỗ nào, giữ gìn chỗ nào để không xáo trộn toàn bộ cấu trúc vốn có. Và khi sửa nhà, cần xác định điểm mấu chốt xử lý trước, sau đó tiến hành theo thứ tự. Nguyên tắc phong thủy nên ưu tiên từ môn, tức là xem xét toàn bộ hệ thống cửa và các lối ra vào cửa. Có nhà tuy mới xây nhưng phải vào ở cả năm, gia chủ mới xác định rõ được
là cửa nào cần mở, cửa nào nên đóng do phương hướng hoặc tác động ngoại cảnh, vân vân. Cửa có nào dùng rèm loại gì, màu và chất liệu, cửa có phù hợp với nội thất không, chỉ cần giặt sạch hoặc thay đổi rèm là không gian đã thấy thay đổi khác. Đặt thêm chậu cảnh cho hoa trang trí trên khung, bệ cửa sổ cũng là một cách hữu hiệu thu hút tầm mắt và tạo sinh khí mới cho nội thất. Tiếp theo là đến khu vực táo, tức là bếp núc, vốn dĩ bị nhiễm bẩn nhiều nhất bởi dầu mỡ, côn trùng, rác thải. Chỉnh trang khu táo ngoài việc dọn vệ sinh cần kiểm tra lại hệ thống kỹ thuật hút khói, sàn nước, chậu rửa để phát hiện kịp thời các rò rỉ và sự cố. Một sân bếp cuối năm sạch sẽ sáng sủa đem lại sinh khí cho toàn ngôi nhà, bữa ăn gia đình tề tựu, bạn hữu đều thoải mái và ấm cúng. Tiếp theo là phải lưu tâm đến khu vực tâm linh và ánh sáng. Gia chủ nên quan tâm sửa sang dọn dẹp những khu vực dành cho tâm linh và tâm thức, nơi tạo nên nề nếp gia đình, trước hết là bàn thờ và các không gian đoàn tụ sinh hoạt chung, kế đến nơi tiếp khách, phòng ăn, rồi mới đến các phòng riêng. Đa số gia đình Việt đều có thói quen chăm sóc bàn thờ, đánh bóng lư đồng, mang đặc trưng văn hóa thiên về đời sống tâm linh, trọng tình nghĩa, tưởng nhớ tổ tiên. Nhiều nhà hay sắm vật dụng mới dịp cuối năm, xong trước khi sắm đồ mới cần sắp xếp bảo trì vật dụng cũ đã có. Nguyên tắc trong phong thủy là nếu có thêm vào thì phải bớt ra để tạo cân bằng trước sau, âm dương tránh chèn ép không gian. Lưu tâm đến khu vực tâm linh, ánh sáng. Theo các nghiên cứu khoa học, chiếu sáng ban đêm hợp lý giúp gia tăng sự an tâm. Việc bổ sung chiếu sáng cho bên ngoài nhà không chỉ làm rõ ràng dung mạo công trình mà còn góp phần tạo an toàn, thuận tiện cho người cư ngụ. Chiếu sáng ở các điểm hay tập trung người như tiền sảnh, bậc thềm giúp kích hoạt sinh khí, tạo điểm nhấn cho nhà. Chiếu sáng phần hàng rào không chỉ bảo vệ gia chủ mà còn giúp người qua đường thêm ánh sáng, tạo thắc bớt lộng hành. Những góc nhà, khuôn viên bị khuyết hoặc lồi thì cần bố trí đèn các bên để tránh bóng đổ lệch, giảm thiểu các góc xung sát va vấp vào với người sử dụng do bị che khuất bóng, bị thiếu sáng. Khu vực cầu thang lối vào tiền sảnh cũng cần gia tăng sinh khí bằng việc bố trí đèn cây xanh, gương phản chiếu đẹp và tươi tắn. Thứ ba là để rước lộc bằng phong thủy dọn nhà cuối năm, thì đầu tiên bạn phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Nhà cửa gọn gàng thì lộc tài mới tới, vì vậy để đón tài lộc năm Kỷ Hợi hoặc là các năm sau năm mới cũng không nằm ngoài quy tắc trên. Theo quan niệm từ xưa, một ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng không chỉ mang đến cảm giác thoải mái thư giãn mà còn là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn năng lượng, giúp gia đình thịnh vượng hơn. Vì vậy, hãy bỏ những vật dụng đã hỏng, dọn dẹp những đồ không cần thiết trong nhà, cất dọn giày dép, quần áo gọn gàng để căn nhà của bạn luôn tươm tất và tràn đầy năng lượng tốt. Lau chùi tủ, bàn ghế, tất cả mọi nơi trong nhà để cho sạch bụi bặm. Ngoài ra, để mua sắm đồ đạc mới, một vài vật trang trí đem lại may mắn mới như những vật phẩm phong thủy hay cây tài lộc, vân vân. Tiếp theo là chúng ta phải trang trí lại phòng khách hợp phong thủy dọn nhà. Phòng khách đóng vai trò quan trọng nhất trong căn nhà vì đây là nơi tụ họp sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Hơn thế, trong phong thủy, phòng khách là nơi tập trung nhiều vượng khí nhất. Gia chủ cần phải đặc biệt chú ý cẩn trọng khi trang hoàng lại cho khu vực này dịp năm mới. Một vài nguyên tắc phong thủy dọn nhà cần nhớ. Đặt ghế sofa hướng ra phía cửa chính để khách viếng thăm cảm nhận được sự chào đón. Trang trí nhiều vật dụng có hình tròn để hỗ trợ tăng thêm hòa khí đoàn kết. Dùng khăn trải để làm mềm những bàn ghế có nhiều góc cạnh. Đặt thêm cây cảnh để nâng cao tài khí và tạo thêm năng lượng tích cực cho căn nhà, căn phòng. Chú trọng tiếp theo là phải bạn chú trọng lau dọn phòng làm việc, kéo thêm tài lộc vào nhà. Phòng làm việc là một trong những nơi cần đặc biệt chú trọng tuân thủ phong thủy dọn nhà dịp cuối năm. Ngoài việc sắp xếp gọn gàng các vật dụng và thiết bị lau sạch bụi bẩn xung quanh, gia chủ còn nên bố trí các bàn làm việc ở gần cửa sổ nhất có thể. Các chuyên gia phong thủy lý giải vị trí này sẽ giúp cho đường công danh sự nghiệp của gia chủ thêm phần suôn sẻ, thăng tiến nhanh chóng. Thêm vào đó, nếu có điều kiện, gia chủ nên trang trí thêm tranh ảnh có chủ đề tích cực, tràn đầy sức sống, hay đặt thêm nhiều cây cảnh nhỏ trên bàn hay cửa sổ để tăng thêm cát khí, đem lại may mắn.
Lưu ý không chọn những loại cây có gai nhiều như xương rồng để tránh tạo năng lượng tiêu cực tại không gian làm việc nhé. Nguyên tắc phong thủy cho dọn nhà bếp. Khi dọn dẹp và sắp xếp lại nhà bếp cho dịp năm mới, gia chủ nên nhớ không được treo hay bài trí các vật dụng sắc nhọn lên tường hoặc để ở nơi dễ nhìn thấy, chẳng hạn như dao, kéo, đồ mở nắp chai. Theo phong thủy, những vật dụng này chứa nhiều sát khí, nếu đặt ở những vị trí trên sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe các thành viên trong gia đình, đồng thời khiến cho mọi người dễ nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên quấy cãi vã. Thêm vào đó, gia chủ nên sử dụng bếp có lửa như bếp ga, bếp cồn để chuẩn bị thức ăn ngày tốt Tết. Tránh dùng bếp điện vào những ngày này, chuyên gia phong thủy giải thích, lửa là hình ảnh tượng trưng cho sự sống. Việc ánh lửa xuất hiện trong nhà bếp tạo nên cảm giác ấm cúng, mang ý nghĩa phát triển, sinh sôi nảy nở trong gia đình. Trang trí cửa ra vào, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở đó chính là cửa ra vào. Đây không chỉ là nơi mỗi thành viên ra vào hay đón tiếp khách khứa mà còn là điểm đón đầu những luồng khí tốt, giàu có đến với gia chủ. Nên muốn đón tài lộc năm mới, hãy quan tâm đến cửa ra vào nhiều hơn. Trước cửa nhà bạn có thể treo thêm chuông gió. Đây không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn. Chuông gió rung sẽ thu hút sự chú ý, mời gọi những điều may mắn, an lành đến cho cuộc sống của bạn. Tiếp theo là đồ trang trí mang đến tài lộc và may mắn. Để những ngày Tết luôn hạnh phúc sum vầy, bạn hãy trang trí những vật dụng sau cho ngôi nhà thân yêu của mình như chuông gió, hoa tươi, bể cá, dây may mắn và tranh Tết. Những thứ này tạo không khí để dễ chịu trong nhà, giúp bạn đón năm mới may mắn. Lưu ý khi lau dọn khu bàn thờ, tài lộc muốn được nhận thì phải thành tâm. Đừng xem nhẹ việc lau dọn bàn thờ nhà bạn. Trước khi bắt đầu, người dọn phải tắm rửa sạch sẽ và rồi dâng lên một đĩa hoa quả trước khi thắp một nén hương, thông báo hay xin phép. Người điểm nén hương xin phép cháy hết thì mọi công việc dọn dẹp mới được bắt đầu. Khi lau chùi phải dùng loại khăn mới sạch sẽ, dùng nước ấm. Riêng công việc tỉa chân nhang cuối năm, gia chủ có thể đốt hết phần chân nhang của năm cũ khi cúng vào ngày 30 tháng chạp. Dự trữ nhiều kẹo và quýt. Sau khi dọn dẹp nhà xong, việc có thể chuẩn bị đón năm mới bằng cách tích trữ nhiều đồ ăn ngọt và quýt. Người xưa quan niệm rằng các loại bánh kẹo giúp cho sự ngọt ngào luôn tràn ngập trong nhà, còn quýt đồng nghĩa với vàng. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé các bạn. Hân hạnh và hẹn gặp lại các bạn.